lối trong phần 2 chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay. Bản tin từ khu vực Á Châu của Trung Quốc. Hình ảnh của Thế vận hội Hàng Châu đã thể hiện khát vọng chung của người dân châu Á. Một bài bình luận trên tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG công bố cho biết, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 được khai mạc vào ngày thứ Bảy vừa qua tại Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, đã thể hiện khát vọng chung của người dân châu Á về hòa bình, đoàn kết và toàn diện. Trong phiên bản tiếng Anh đã được chỉnh sửa của bài bình luận như sau. Lễ khai mạc vào tối ngày thứ Bảy bắt đầu bằng lễ thắp sáng vạc kỹ thuật số chưa từng có, tích hợp những biểu tượng của văn hóa Liangzhu xuất hiện ở Hàng Châu ngày nay khoảng 5.000 năm trước. Hình ảnh nước này là yếu tố cốt lõi của lễ khai mạc, thể hiện chủ đề thủy triều dâng cao của châu Á, tượng trưng cho Trung Quốc trong thời đại mới, vươn lên với phần còn lại của Á Châu và toàn thế giới như một dòng sông. Sự kiện Hàng Châu đánh dấu lần thứ ba Trung Quốc tổ chức Đại hội Thể thao châu Á sau Bắc Kinh năm 1990 và Quảng Châu vào năm 2010. Lũ lụt để lại dấu vết tàn phá ở thành phố Nagpur của Ấn Độ. Lũ lụt do mưa xối xả để lại cảnh tượng tàn phá phía tây Nagpur của Ấn Độ vào Chủ nhật ngày 24 tháng 9. Người dân sống trong vùng trũng của thành phố chứng kiến ô tô hư hỏng, đồ đạc trong nhà bị nước lũ phá hủy. Phó thủ hiến bang Maharashtra là Devendra Fadnavis đã đến thăm những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và cho biết tình hình vẫn đang nghiêm trọng. Mưa lớn hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 9, một người dân sống ở vùng trũng phải sơ tán đến nơi an toàn. Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ ông Austin khởi động chuyến công du châu Phi. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã gặp Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Djibouti vào ngày 24 tháng 9. Ông Austin tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia và thảo luận các nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác quân sự và tăng cường ổn định trong khu vực. Chuyến lưu diễn của ông ấy bắt đầu bằng việc hạ cánh ở Djibouti và cũng sẽ bao gồm các điểm dừng quan trọng khác ở Kenya và Angola. Lốc xoáy ập vào miền nam Dakota. Một cơn lốc xoáy do bão tạo ra đã ập vào xuống quận Brookings, nam Dakota vào thứ Bảy ngày 23 tháng 9. Truyền thông địa phương cho biết cơn lốc xoáy di chuyển với vận tốc 10 dặm một giờ, tương đương 16 km và có khả năng gây ra mưa rất lớn. Không có thiệt hại hoặc thương tích nào được báo cáo. Tin tức liên quan đến Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long mong rằng Hoa Kỳ tăng hỗ trợ khi biến đổi khí hậu ngày càng gây hại. Cùng với việc biến đổi khí hậu gây ra những tác động trầm trọng đến vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây, một nhà nghiên cứu hàng đầu thuộc Đại học Cần Thơ đã nói với đài VOA mới đây, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ thêm nữa, dành cho nghiên cứu thông tin, dữ liệu sau khi hai nước nâng cấp quan hệ đối tác thành đối tác chiến lược toàn diện. Trước kia, đồng bằng sông Cửu Long có 6 tháng mùa khô, 6 tháng mùa mưa, nhưng giờ đây tình hình không còn đơn giản như vậy nữa. Mà thay vào đó, có lúc mưa rất nhiều và ngược lại, có lúc khô hạn và nắng rất nhiều. Đó là lời của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Đăng Trí, là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Dragon Mekong thuộc Đại học Cần Thơ cho biết. Và nói thêm rằng điều này đã tác động rất tiêu cực đến cuộc sống của người dân trong vùng. Ngoài ra, còn có vấn đề nước biển dâng gây ra những thay đổi xáo trộn lớn, làm cho người dân không còn có thể dựa vào những kinh nghiệm sản xuất trước đây được nữa. Trích dẫn lời của ông Phạm Văn Trí nói tiếp. Đến với bản tin cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay, lễ hội bia lớn nhất thế giới, Oktoberfest, kỷ niệm nửa thời gian lễ hội bia lớn nhất thế giới tại Munich. Oktoberfest đã thu hút 3.4 triệu du khách cho đến nay. Các nhà tổ chức cho biết hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 9, khi du khách uống bia, ca hát và cổ vũ ăn mừng giữa hiệp 1. Thành phố Munich cho biết, bữa tiệc kéo dài 2 tuần rưỡi kết thúc vào ngày 3 tháng 10 đã thu hút sự yêu thích trên toàn thế giới với tỷ lệ du khách nước ngoài lớn nhất đến từ Hoa Kỳ, Áo, Italy và Pháp. Các quan chức thành phố cũng cho biết việc mặc trang phục Lederhosen truyền thống của Bavaria dành cho nam và váy Dior dành cho nữ đã trở thành một phần của cảm giác lễ hội tháng 10 đối với nhiều du khách nước ngoài. Lễ hội tháng 10 có nguồn gốc từ một cuộc đua ngựa diễn ra vào năm 1810 để kỷ niệm đám cưới của thái tử xứ Bavaria Ludwig và công chúa Therese của Saxony và thu hút khoảng 6 triệu du khách mỗi năm.
Trước khi gửi lời chào tạm biệt trong chương trình tin tức buổi chiều ngày hôm nay cùng với đài truyền IBC TV, chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem trong giờ phút vừa qua. Cảm ơn tất cả các cơ sở thương mại đã đồng hành với chương trình tin tức của đài, đặc biệt hơn với sự đồng hành và bảo trợ của IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo uy tín và chất lượng được nhập hoàn toàn từ Nhật Bản, Đại Hàn và Hoa Kỳ, giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và những người thân yêu cùng với chương trình sale promotion của IBC Home Shopping. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc đến số phone 7148925717, shopping online 24/24 tại trang nhà ibchomeshopping.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị có một buổi chiều thật nhiều an lạc.